Hello, xin chào các bạn đã quay lại với chuyên nói tiếp theo của Doris TV. Chúc các bạn mọi người tốt lành. Ngày hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn một mẹo hay của smartphone, đó chính là các bạn làm sao để có thể tải được video trên Facebook về trong bộ sưu tập của các bạn mà không cần 3G mà các bạn vẫn có thể xem được. Ok, các bạn chú ý theo dõi video của mình nhé. Chỉ cần 3 bước đơn giản là các bạn có thể tải được video từ Facebook về trong bộ sưu tập của các bạn. Ok, bây giờ trước tiên là mình sẽ vào trong Facebook tìm một số video nào đó để mình tải về. Ok, bạn click vào Facebook cho mình. Ở đây thì mình đã có một cái trang Facebook đó là về bóng đá. Vừa hot nhất hôm qua là trận Việt Nam thắng Malaysia. Có lẽ đây là một video hot ngoài lề của ngoài trận bóng ngày hôm qua. Ok, mình các bạn click vào nghe thử cái đoạn video này như thế nào nhé. Mình thì mình cũng chưa xem đâu. Ok, thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy bên góc màn hình phía bên tay phải của màn hình là có 3 chấm. Bạn click vào và copy đường link cho mình. Các bạn copy đường link. Và việc tiếp theo của các bạn giờ là các bạn hãy out ra cho mình nhé. Các bạn out ra và một trang Google. Ở đây mình thường hay sử dụng Google Chrome. Các bạn click vào. Rồi các bạn mục tìm kiếm dán vào cho mình. Bạn dán đường link của Facebook vào. Tiếp theo thì các bạn hãy xóa cái phần đầu tiên để chừa lại cái phần đằng sau. Các bạn ghi cho mình là M3 Sịch. Ok. Đây, nó sẽ cho mình một cái trang mới. Sau các bạn click vào phần video. Thì các bạn ấn vào phần mục 3 chấm ở phía bên góc màn hình, bạn click vào, nó sẽ hiện chữ tải xuống. Giờ các bạn chỉ việc bấm tải xuống. Ok, giờ nó đang load về trong máy của các bạn. Ok, giờ mình chỉ việc chờ nó download về xong là ok nhé. Đây là một đoạn clip của một cổ động viên đã ghi lại về một hành vi thật sự rất tệ của một thanh niên đã dùng lá cờ của Việt Nam để trải lên ghế để ngồi. Thực sự đó là một hành vi thực sự là không thể nào mà tả được. Ok, giờ các bạn chỉ việc chờ nó download về là xong nhé. Ok, giờ là đã download về xong rồi đấy. Giờ các bạn hãy out ra cho mình và click vào bộ sưu tập. Chọn về phần tải về và click vào. Chọn phần video, ấn mở. Vậy thì đã hoàn thành rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, đừng quên cho mình một like, share và một subscribe, đăng ký ở dưới màn hình, ủng hộ mình ra những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công.